Ta muốn uống ngay bây giờ. Cô không được khỏe thì nằm một chút đi. Lục tỷ, hai muội tới rồi. Lục tỷ, nè, Cẩm Chúc đã chết rồi. Cẩm Chúc, cô ta lợi hại tới vậy, có người chống lưng lại biết võ công nữa. Lúc trước khi Lục tỷ bày kế, muội còn lo cô ta sẽ lật ngược thế cờ nữa. Nhưng Lục tỷ vẫn thắng cô ta rồi. Người không lòng hại hổ, hổ lại muốn hại người. Vốn dĩ ta không muốn hại cô ta, bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này đều do bản thân cô ta tự chuốc lấy. Vũ Văn Nguyệt thì sao? Tỷ sẽ cho hắn phải trả cái giá tương xứng chứ. Hôm đó muội ở tội nô tỏa đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Chu quản gia và Hoài công tử. Bọn họ hình như đang nói về chuyện của Tống đại nương. Phải để người chết lên tiếng, mau chóng vạch trần tội ác của ba tỷ muội này. Thuộc hạ đã rõ. Cẩm Chúc đã chết rồi, chuyện Tống đại nương cũng đã bại lộ. Thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng tương kế tự kế. Vậy Lục tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Phải rồi, lần trước đại phu nói trong cơ thể của Tinh Nhi có nguồn nội lực kỳ quái. Ta kêu ngươi điều tra tất cả môn phái võ lâm, thiếu nữ có thể luyện thành nội công bá đạo trước 10 tuổi thì có những ai? Thuộc hạ đã điều tra tất cả các môn phái, không tìm được người như vậy. Nhưng có tài liệu mật của hai nơi, chúng ta nhất thời chưa lấy được. Hai nơi nào? Tài liệu mật của thập nhị nhân kiệt trong cung, và tài liệu mật của giảng sinh doanh trong truyền thuyết. Tổ phụ. Công tử. Cẩm Chúc này tự làm tự chịu. Cho dù Tinh Nhi đã dở một vài thủ đoạn nhỏ, cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, tự bảo vệ mình. Nguyệt Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của tổ phụ. Nguyệt Nhi, nếu như có một ngày ngay cả tổ phụ cũng không nhìn thấu mắt của con, điều đó chứng tỏ con đã trở thành người đứng đầu Diệp gia. Nhưng mà chúng ta không còn là tổ tôn thân cận nhất nữa. Tổ phụ, Tôn Nhi đối với người trước giờ chưa từng có bí mật. Vậy thì tốt, con có thể tiếp tục giữ lại Tinh Nhi, huấn luyện cô ta để cô ta trở thành thanh đao sắc bén nhất bên cạnh con. Tuân lệnh. Con lui xuống trước đi. Dạ. Chúa công. Chiến mầu, lời ta nói, bất kể làm ngươi kinh hãi đến đâu, cũng không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả cháu ta, Vũ Văn Nguyệt. Dạ. Con nhện Tây Vực độc hại ta đã phơi bày một vụ án 16 năm trước. Chính là bọn chúng
đã dùng cách tương tự độc hại chết mật phủ đại lương, đại tư tào đầu quân vào triều ta. Cái chết của ông ấy làm hoàng thượng nghi ngờ Vũ Văn phủ có gian tế. 16 năm trước, điệp chỉ thiên nhãn bị hoàng thượng dứt bỏ, chẳng lẽ là vì hung thủ cấu kết với Nam triều, bán đứng triều đình sao? Ta không ngờ, thì ra là nhện Tây Vực lại bắt nguồn từ tam phòng Vũ Văn gia tộc của chúng ta. Kẻ cấu kết với đại lương gần như có thể đoán chắc là Vũ Văn Tịch. Chúa công, để thuộc hạ sắp xếp người bí mật xử quyết bọn chúng. Ngươi không được động thủ. Tất cả nguyệt vệ đều không được dính vào tin đồn xấu của Vũ Văn gia tộc. Ta cần một người hoàn toàn không liên quan tới gia tộc giết chết chúng. Sau đó, chúa công có phải đang nói đến Tinh Nhi, cho nên chúa công bảo công tử huấn luyện Tinh Nhi sao? Tôn nhi của ta trước nay chưa bao giờ có bí mật với ta, nhưng kể từ hôm nay ta lại phải giấu nó. Làm vậy là vì hoàng thượng, vì cả Vũ Văn gia tộc, vì điệp chỉ thiên nhãn. Dạ. Được rồi. Không được, vẫn chưa đủ 300 chữ. Cô ta quá ép bản thân rồi. Càng hỗn sự. Tình Nhi không dám. Có gì muốn nói với ta không? Tình Nhi không có. Cậu dòng sau mưa, quê hương của cô có đẹp hơn ở đây không? Quê hương của ta, ta không còn nhớ nữa. Cô không nhớ hả? Nô tỳ bị ngã tổn thương ở đầu, chuyện trước kia đều không nhớ nữa. Được, vậy cô nói cho ta nghe, sau khi cô từ tội nô tỏa ra thì có xảy ra chuyện gì thú vị hay là không? Không có chuyện gì là thú vị hết. Công tử thông minh như vậy, có lẽ chuyện gì cũng biết mà. Đây là thái độ mà một nô tỳ nên có hay sao đi? Công tử, Tinh Nhi chỉ là một nô tỳ bé nhỏ. Nếu công tử nghi ngờ Tinh Nhi cố ý che giấu gì đó thì cứ tra khảo là được, không cần phải vòng vo moi chuyện từ ta. Khả năng cảm nhận thế gian bên ngoài của Ngũ Quan có thể lấy này bù kia. Mắt không nhìn thấy, thính giác khứu giác là sẽ nhạy bén hơn. Mùi gì có thể giúp cho cô nhìn thấy?
ngửi đi. Là mùi của cành thông lá thông. Ngửi lại. Còn có mùi của cỏ xanh phơi dưới nắng mặt trời. Rất thơm, rất tươi mới. Còn có một số mùi đang ẩn náu. Cô còn dám giở trò mồm mép, ta sẽ phạt cô treo ngược 7 ngày đó. Treo ngược 7 ngày là chết rồi. Cô nói gì? Không có, ý ta nói còn có mùi hương trên cơ thể công tử nữa. Đúng, ngửi mùi hương là có thể biết người nào. Tình Nhi biết rồi. Lúc nãy là hoài ngọc hương của Đại Lương. Ở mái đình trong sân này có một bông hoa nở rộ nhất. Cô đi tìm thử đi. Tay của cô muốn bỏ nó hay sao? Để yên. Cô đang đóng kẻ mù bói toán hả? Hay là ăn mày đây? Ngài là ai? Đi đi đi, ra chỗ khác chơi. Ta biết rồi. Cô đang chơi trò bịt mắt bắt dê có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tốt quá. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Cô không được kéo dãy dây mặt xuống. Ta đến tới ba là bắt đầu nha. 1, 2, 3. Sông Hoài Kim Hương nồng tới như vậy, vừa hay cho ta luyện tập luôn. Xem người trốn đi đâu được. Bắt được ngươi rồi. Cô mở to con mắt của cô ra nhìn coi, người đứng bên cạnh cô là ai vậy? Là ai? Không phải là một tiểu tử thối đứng ở đây hò hét sùm hay sao? Cô chờ đó. Cô đứng lại. Cô đúng là to gan thiệt mà. Cô roi ngựa là dùng để đánh ngựa, ngài dùng như vậy ta thấy không phù hợp đâu.
Cô có tin không? Ta mà mở miệng ra có thể chu di cửu tộc nhà cô đó. Cửu tộc của ta bị giết gần hết rồi. Nếu như ngài còn muốn giết thì đúng là phải phí chút tâm tư đi cố mà tìm rồi đó. Ê, đứng lại. Đau, buông ra, đau. Đau. Nghe nói hôm nay Vũ Văn Hoài mở đại tiệc rừng mai đãi khách, toàn bộ công tử bại gia của Trường An đều đến. Ngài không đi tham gia yến hội gây chuyện với ta làm gì? Cô giỏi lắm, cô còn dám châm biếm ta nữa hả? Ta quyết định, ta không giết cửu tộc cô nữa. Ta phải tới tìm Vũ Văn Hoài bắt cô về nhà, nghĩ cách hành hạ cô, xem thử là cô có phục hay là không. Đòi ta? Ừ, đúng vậy. Tiểu nha đầu này mồm miệng sắc bén, cô dám đánh ta nữa. Ta không tin, sau khi bắt cô về, cô còn dám đối xử với ta như vậy, sẽ bắt cô phục ta. Nhưng bây giờ ta đã không thuộc về Thanh Sơn Diện nữa, đã không thuộc phạm vi quản lý của Vũ Văn Hoài. Gặp cô bao nhiêu lần rồi mà quên chưa hỏi, cô tên là gì vậy? Với lại thuộc diện nào? Nè, ta được sủng ái lắm đó. Ngài đòi chủ nhân của ta có cho ngài hay không còn phải xem vào bản lĩnh của ngài đó. Cô đang đùa hả? Đừng nói là một vài tỳ nữ nhã nhép như cô, dù có 8 người 10 người, Vũ Văn gia cũng phải ngoan ngoãn cho ta. Được thôi, vậy ngài nghe cho kỹ đây. Tên của ta là Tử Hư, bây giờ thuộc về Ô Hữu Diện, là tiểu tỳ nữ dưới trướng Đậu Đại Nương. Công việc hàng ngày là nặng người đất cho các tiểu thư và công tử chơi, ngài phải nhớ kỹ đó. Ê, cô còn biết nặng người đất nữa hả? Tất nhiên rồi, ta có nhiều bản lĩnh lắm, sau này sẽ cho ngài chứng kiến dần dần. Được, Tử Hư cô nương, sau khi về thì mau thu dọn hành lý, ta sẽ phái người tới đón cô ngay đó. Tên là Tử Hư, Ô Hữu Diện, làm dưới trướng Đậu Đại Nương, là tỳ nữ nặng người đất. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Trèo cao như vậy không sợ té chết sao? Cô không cần phải lo đâu. Đúng là mày quan nhỏ, lắm trò tinh quái thật. Tự lo cho bản thân mình trước đi kìa. Ta thấy bên kia mây đen tụ tập, nó không chừng lát nữa sẽ có sấm sét đó, đánh chết những kẻ lén la lén lút. Yên tâm, ngài ngồi cao như vậy, muốn đánh thì cũng đánh chết ngài trước. Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Sấm sét có mắt đó. Hả? Đờ sáu. Thương Ngô Điểu. Đờ sáu. Thấy chưa hả? Đây chính là báo ứng đó. Dáng vẻ hả hê bây giờ của cô đúng thật là đẹp. Công tử, Nguyên Tung Hoàng tử và Yến Tuân Thế tử, họ đã đến ngoài cửa rồi. Chuyện công tử đã sáng mắt trở lại, ngài thấy có cần cho họ biết không? Ta thấy là không cần. Vở kịch này phải diễn tiếp cho hoàng thượng xem, nhất định phải bảo mật. Điện hạ, Vũ Văn Nguyệt. Vũ Dương điện hạ, là do trời nóng quá đổ mồ hôi hay là do bất cẩn rơi xuống mương nước vậy? Không phải huynh bị mù hay sao chứ? Sao lại biết ta rơi xuống nước vậy? Ta bị mù mắt chứ không có bị điếc. Tiếng bước chân khi đi của huynh nặng nhẹ không đều, hơn nữa còn dùng sức như vậy để lau y phục, muốn ta đoán không được cũng khó. Đúng là thông minh, so với chó săn mà tao nuôi y chang nhau luôn.
Ta nói nè Lãnh công tử, sao hôm nay khẩu vị nặng tới như vậy? Lấy bùn hôi làm hương đốt, không ngờ lại là mùi cơ thể của Vũ Dương. Mùi phân chim này chắc là Thư Ngô Điểu lại nghịch ngợm nữa rồi. Còn không mau đi trị cái con chim thúi tha đó đi. Xem ra hôm nay người xui xẻo nhất không phải là ta. Sao rồi, bệnh mắt của huynh đã đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn như vậy thôi. Cái gọi là người tốt sẽ được trời phù hộ. Vũ Dương cứ yên tâm, bệnh mắt của Lãnh công tử nó không chừng hôm nào đó không cần thuốc cũng sẽ khỏi. Vậy thì không được, Ngũ Tuấn Trường An chúng ta sao có thể thiếu Lãnh công tử được chứ. Vậy đi, ta về sẽ bẩm tấu với phụ hoàng, mời ngự y tốt nhất tới khám cho huynh. Tại Vũ Dương, hôm nay Vũ Dương đại giáo quang lâm, có chuyện gì quan trọng hay sao? Lãnh công tử à, nếu như ta muốn xin của huynh một người, chắc là huynh sẽ không từ chối ta đâu, có đúng không? Vậy thì phải xem người huynh muốn lấy đi lại. Chính là cái người còn sống duy nhất mà lần trước được ta miễn sái ở bãi săn người đó. Còn nữa, ở tiệc sinh thần cầu xin cho tỷ tỷ của mình bây giờ đang ở Ô Hữu Viện, Tử Hư cô nương. Nhất định là huynh nhận lầm người. Không thể nào. Rất có khả năng. Lần này ta chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Mắt của cô ấy thì to to, không hay cười, nhưng một khi cười lên rồi lại giống như là mây của cả bầu trời tản ra vậy. Bổn Dương gần như không nhớ được người nào, nhưng còn tiểu cô nương này lại khiến cho bổn Dương nhớ sâu sắc luôn. Vũ Dương, tên Tử Hư, Ô Hữu Diện, người của Đậu Đại Nương, tiểu tỳ nữ nặng người đất chơi. Chẳng phải là Tử Hư Ô Hữu là trêu ngươi hay sao? Tử Hư Ô Hữu, cái tên nhà đầu kia lại dám lừa ta nữa rồi. Vũ Dương che cười rồi. Ngay cả một tên hạ nhân không hiểu chuyện cũng lừa được ta, vậy không phải là ta càng không hiểu chuyện hay sao? Bỏ đi bỏ đi, nói việc chính đi ha. Vũ Văn Nguyệt à, mẫu phi ta bảo ta chuyển lời tới huynh, nói là binh phù huynh giao lên tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của Vũ Văn Hoài. Không cần cảm ơn ta, bây giờ ta đưa người đi nha. Đợi một chút. Người mà huynh nói là mày quan nhỏ đó hả? Đó là người mà ta muốn đưa đi mà. Hai người các huynh đều muốn Tinh Nhi có đúng không? Phải. Phải. Nhưng Tinh Nhi chỉ có một. Các huynh một người là Vũ Dương, một người là Thế tử Yến Bắc. Cả hai người ta đều không đắc tội được. Tất nhiên huynh cho ta là được rồi. Đương nhiên là tặng cho ta rồi. Hai huynh đừng giành nữa, mắt của ta vẫn chưa chữa khỏi. Vì vậy ta cần Tinh Nhi ở lại chăm sóc cho ta. Cũng để tránh hai người mất tình cảm của nhau. Không, nhưng mà... Nguyệt Thất, đưa Vũ Dương đi thay áo, tránh để bị lạnh. Dạ. Mời Vũ Dương. Chuyện về Tuyết Ngọc Cẩu, kẻ sai khiến phía sau có lẽ chính là Vũ Văn Hoài. Huynh tưởng rằng ta không nhìn ra sao? Hoàng thượng muốn lợi dụng sự xung đột giữa huynh và Vũ Văn Hoài, nhưng chỉ dựa vào những trò cỏn con mà Vũ Văn Hoài làm với huynh, hoàng thượng cũng không thể không đưa hắn vào danh sách khác. Hoàng thượng hy vọng trông thấy là giữa các thần tử có sự cân bằng. Điều người không muốn nhìn thấy nhất là có kẻ một mình độc bá. Đạo lý này huynh còn hiểu, phụ thân huynh ông ấy không hiểu sao? Sau khi quay về phía Yến Bắc, huynh khuyên nhủ Lệnh Tôn hạ thấp thái độ, giấu tài đi mới là tốt. Phụ thân ta và hoàng thượng đã kết nghĩa huynh đệ, nói về cứu giá là đã có đến 3 lần. Huống hồ hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, không phải ta vẫn còn ở Trường An sao? Hoàng thượng có gì phải lo lắng về Yến Bắc bọn ta? Còn huynh á, cũng nên khuyên nhủ lại thúc thúc của huynh, Trụ Quốc đại tướng quân, khiêm tốn lại đi. Ông ấy khiêm tốn cũng được, kiêu căng cũng được. Hoàng thượng cũng chẳng thể thay đổi được ông ấy, nên dứt khoát cũng không cần thay đổi nữa. Vậy là huynh có thể mặc sức được à? Hả? Hoàng thượng giao binh phụ cho huynh, huynh có thể coi như củ khoai phỏng tay mà từ chối sao? Người không hiểu ta, sẽ nói ta mong cầu điều chi? Cái gọi là người hiểu huynh thì sẽ lo lắng cho huynh. Binh phụ đó là huynh không muốn nhận hay là không dám nhận hả? Ngoài việc bảo vệ kinh đô và vùng lân cận, hoàng thượng có phải còn giao cho huynh nhiệm vụ bí mật gì nữa không? Ta thấy huynh nên lo lắng chuyện của mình nhiều hơn đi, tìm cơ hội quay về Yên Bắc. Sao đây? Sao mà ta nghe trong lời nói còn có ẩn ý gì ha? Mắt ta tuy mù, nhưng tim của ta chưa mù.
Thuần Nhi công chúa một lòng một dạ với huynh. Nếu huynh cự tuyệt cô ấy, ta nghĩ không chỉ Dụ Dương không tha cho huynh, Ngụy Quý Phi và Hoàng thượng cũng sẽ không khách sáo với huynh đâu. Nếu huynh chấp nhận cô ấy, chắc chắn huynh không chịu nổi sự bướng bỉnh của cô ấy. Cho nên cách giải quyết duy nhất chính là rời khỏi Trường An, trở về Yên Bắc. Như vậy sẽ bớt được rất nhiều rắc rối. Vậy còn rắc rối trước mắt huynh thì sao, Lãnh công tử? Ta sớm đã nhìn ra huynh đang diễn kịch rồi, hả? Cho dù là diễn kịch thì liên quan gì đến huynh chứ? Nguyên Tung đi rồi, đừng có giả mù nữa. Dụng ý của huynh ta biết rất rõ, nhưng mà ta không giống huynh. Bổn thế tử cứ không sợ rắc rối đó, ngược lại còn muốn tự mình hy sinh, gây thêm rắc rối nhiều hơn. Có ý gì đây? Ta đây muốn chia sẻ nỗi lo với Ngụy công tử có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là đem đi một món đồ nhỏ nhỏ dứt đi chuyên gây rắc rối. Hai ta có tình huynh đệ, tặng gì cũng không thể tặng đồ dứt đi. Vũ Văn Nguyệt huynh giỏi lắm, nhưng mà cũng phải đa tạ huynh đã nhắc nhở ta. Phong Miên. Có. Thế tử. Ngày đêm lên đường, đem lá thư này giao đến tận tay phụ thân của ta. Thư này rất là quan trọng, tuyệt đối không được để rơi vào tay của kẻ khác, hiểu chưa? Đã hiểu. À phải rồi, nếu như phụ thân ta có hỏi đến ta, phải nói là ta mọi thứ đều ổn. Cũng thay ta vấn an phụ thân và mẫu thân của ta. Đi đi. Dạ. Các người lùi xuống hết đi. Dạ. Ngồi đi. Vũ Văn Nguyệt, bổn cung làm theo yêu cầu của khanh, đích thân tìm kiếm tư liệu mật của hoàng cung, đã tìm được một cô gái có nội công bá đạo. Con gái Lạc Hà. Người này gần nhất, nhưng cũng không khả năng nhất. Con gái Lạc Hà, chủ nhân mới của Phong Vân Lệnh, nhưng chẳng phải một năm trước đã rơi xuống Hoàng Hà rồi hay sao? Cho nên mới nói không khả năng nhất. Kinh Tiểu Lục có thật sự là tỷ tỷ của cô hay không? Đích thực là gia tỷ. Do dự gì nữa? Chẳng lẽ còn ẩn tình khác sao? Đúng là có ẩn tình. Bởi vì tỷ ấy không phải là con gái thật sự của Kinh gia, mà là con gái riêng bên ngoài của phụ thân. Sau khi được đưa tới Kinh gia thì tỷ ấy luôn lặng lẽ ít nói, rất ít khi chơi đùa với mọi người. Tiểu Lục, ngưng ngẩn gì đó, mau qua đây đi. Lục muội, qua đây, chúng ta chơi chung đi. Phải đó, chơi vui lắm. Lục tỷ, mau qua đây đi. Con bé này đáng thương quá, cũng không biết mẫu thân của bản thân mình ở đâu. Phụ thân từng xem chỉ tay tỷ ấy, nói tỷ ấy là cô sát tinh nhập mệnh. Quả nhiên tỷ ấy ở trong nhà hơn một năm thì không từ mà biệt. Không bao lâu sau thì quê nhà bị tàn sát, ba mẹ đều chết, chúng nô tỳ thì bị bán tới Vũ Văn gia. Trong thời gian này bản thân tỷ ấy đã xảy ra chuyện gì chúng nô tỳ đều không biết. Sau đó tỷ ấy tới Vũ Văn phủ chưa được nửa tháng thì Ngũ Ca và đại tỷ chết. Lẽ nào tỷ ấy thật là mệnh thiên sát, mang mệnh khắc chết người thân sao? Mệnh phạm thiên sát, bích lập thiên nhẫn, không nơi dựa dẫm, kiếm từ tâm lên,
chiến sĩ trời sinh. Thú vị thật. Tứ đệ, sao lại có tâm trạng ở đây ngắm cảnh vậy? Tìm ta có việc gì? Hai ta huynh đệ cốt dục, theo lý thì nên gần gũi nhiều hơn. Cần lý do gì nữa sao? Trước giờ huynh trưởng chỉ thích làm theo ý của mình. Ngay cả tỳ nữ thân cận của Thanh Sơn Viện ta, muốn bắt là bắt, thì lại có bí mật gì không điều tra được chứ? Tiện tỳ chuyện nhỏ, huynh đệ hai ta cười cho qua là được. À đúng rồi, Tống Đại Nương ở trong phủ mấy ngày nay biến mất không chút tin tức, không biết đi đâu rồi. Huynh trưởng đúng là số hay lo lắng. Không những muốn quản mọi chuyện lớn nhỏ ở trong phủ, ngay cả tên của một nữ quản sự mà cũng nhớ rõ ràng như vậy. Tổ phụ giao nghiệp đại của gia đình giao cho ta, ta cũng gánh trên vai trọng trách. Không giống như đệ đây, suốt ngày sóng mây nhạt gió nhẹ. Thanh tịnh mới được tự tại, tạp niệm quá nhiều, suy nghĩ cũng nhiều như vậy thì làm sao có thể tự tại được chứ? Ta chỉ là người trần tục, để nói chuyện có ngụ ý như vậy, ta cả ngày phải sống trong những lời đồn qua lại đây. Những tin đồn vô hình, đồn qua đồn lại, sớm đã khác hẳn hoàn toàn rồi. Huynh trưởng cả ngày bị lời đồn mê hoặc, bộ không thấy mệt hay sao? Lời đồn là giả, vật chứng là thật. Tứ đệ sao phải vì một tiện tỳ cố ra mặt chứ? Từ phi ngư, an tri ngư chi lạc, chắc là huynh hiểu nghĩa của nó. Ta ghét nhất người khác động vào đồ của ta, động vào người của ta. Sắp đến Tết hàng thực rồi, hay là bày một bữa tiệc trà mới, mời luôn cả Thuần Nhi công chúa đến. Tứ đệ sẽ không thoái thác chứ? Vậy thì nghe theo vậy. Đứng đợi ở đây đi. Tới rồi hả? Lãnh công tử, mẹ quan nhỏ kia đâu rồi? Sao không thấy cô ấy tới cùng huynh? Nguyên Thuần công chúa đến. Người đã đến đủ hết chưa? Chắc đến hết rồi. Lúc nãy nô tỳ có nhìn thấy ngựa của Yến Tuân Thế Tử rồi. Nô tỳ to gan, đi đường không mang theo mắt hả? Thâm ký công chúa điện hạ, nô tỳ đáng chết, xin công chúa điện hạ tha tội. Được rồi, đừng dọa cô ấy nữa. Cô đứng lên đi. Tạ công chúa. Công chúa. Công chúa Vạn Phúc Kim An, đây là cao diệt chuột, độc tính rất mạnh, không đụng vào được sẽ xảy ra án mạng đó. Ghê gớm vậy sao? Công chúa, người có đụng vô đâu không? Có đau không? Chắc là không có đâu. Không có thật chứ? Không sao, cô cũng biết nhiều thật đó, giỏi thật chứ. Đa tạ công chúa đã khen. Nô tỳ to gan, dám lấy loại độc này đưa tới trước mặt công chúa, cô có ý đồ gì hả? Ơi, Thuần Nhi à, muội còn đứng ở đây nữa, mọi người đều đang đợi muội ở bên kia kìa. Tinh Nhi, không cần quỳ ở đây làm gì, mau đứng lên đi.
Nô tỳ Tinh Nhi tham kiến Vũ Dương điện hạ. Tinh Nhi? Cô chính là Tinh Nhi, mẹ quan nhỏ của Yến Tuân ca ca sao? Cô mau ngẩng đầu lên để bổng công chúa nhìn cô xem. Ta nhớ ra cô rồi, cô chính là tiểu tỳ nữ lần trước phạm lỗi bị phạt. Cái gì mà mèo quan nhỏ chó quan lớn chứ? Nào, tất cả mọi người đều đang đợi muội đó, đi nhanh lên, nhanh. Không phải, muội vẫn chưa nói xong mà. Muội đừng đẩy muội, muội vẫn chưa nói xong. Tình Nhi, cô cũng vào đây. Đi, nhanh lên. Mèo quan nhỏ sao lại là cô ta chứ? Bọn họ đều đến đủ hết chưa? Đến hết rồi, đến rồi nè. Vậy Yến Tuân ca ca của muội đã đến chưa? Đến rồi, không phải ở kia sao? Muội coi. Yến Tuân ca ca, sao huynh không ra đón muội chứ? Tham kiến công chúa. Tham kiến công chúa. Thuần Nhi à, nào tới uống trà đi, nhanh lên. Tinh Nhi, cô qua đây. Công chúa có gì căn dặn? Tên mặt lạnh, nghe nói tiểu tỳ nữ nhà huynh rất giỏi trà nghệ, không biết có thể cho bản công chúa mượn dùng để cô ta dâng trà môi vui cho mọi người. Tinh Nhi, pha trà. Dạ. Uống trà thì cũng phải có quy tắc uống trà chứ. Nghe nói đọc sách uống trà kể chuyện, trong phủ này đã không ít câu chuyện rồi, mọi người không biết đúng không? Nè, gần phủ có một hồ cấm, dứt xác chết ở cái hồ cấm đó, rất nhanh sẽ chẳng còn thấy gì nữa. Ê, mọi người đoán xem, thật ra có bao nhiêu xác chết ở trong đó vậy? Nè, đang uống trà yên lành mà. Vũ Dương mời dùng. Nói mấy chuyện phá hỏng không khí như vậy làm gì chứ? Muốn biết có bao nhiêu thi thể thì có gì mà khó, vét cạn nước trong hồ, nhìn là biết ngay thôi. Ý kiến hay, vài ngày nữa ta sẽ thử xem. Tinh Nhi đến rồi sao? Nào. Ý chà. Tinh Nhi, có biết đây là hương gì không? Không biết đúng không? Không chỉ có cô không biết, tứ đệ nhà ta và các vị ngồi đây cũng đều không biết. Đây là thứ tổ phụ ta dùng máu của sử nữ và thảo dược Tây Vực nghiên chế ra. Trong phủ ta có một tỳ nữ tên Chấp Tương. Tuy là cô nương này bây giờ đã chết rồi, nhưng mà Cực Lạc Cát vẫn đang dùng huyết hương của cô ta. Quả đúng là thượng hạng cực kỳ đó. Vũ Văn Hoài, Chấp Tương là tỷ tỷ của mèo quan nhỏ, huynh đừng có quá đáng quá. Phải đó, ngay cả Tuấn Mã chó cưng cũng đều có tình thân, huống chi là một con người. Tuấn Mã cái gì, chó cưng cái gì hả? Đã tới lúc chết
thì cũng chỉ là một cái mạng quen thôi, chi bằng đem luyện thành huyết hương. Huyết hương này đặc biệt là lúc hai người làm chuyện phòng the thì tha hồ mà mê man. À, phải rồi, tứ đệ, nếu như đệ có đưa Tinh Nhi đến Cực Lạc Cát, luyện thành huyết hương thì cũng là hàng hết sức thượng hạng đó. Hả? Vũ Văn Hoài, Quỳnh nói đủ rồi. Đủ rồi cái gì? Đồ tốt thì phải đem ra chia sẻ với mọi người chứ, đúng không? Úi trời, Tinh Nhi, nào, ngửi thử xem, ngửi thử xem có mùi hương của tỷ tỷ cô không? Mùi thơm chứ. Quả nhiên là đồ tốt. Hoài công tử không hổ danh là người quý tộc, đồ thưởng thức cũng đặc biệt như vậy. Có điều đồ tốt Hoài công tử vẫn nên tự mình từ từ thưởng thức. Nô tỳ vô phúc hưởng thụ. Công tử, Tinh Nhi trong người không khỏe, muốn quay về nghỉ ngơi trước.